đẹp trong những vùng đến theo cùng hoa còn xuân và mùa xuân hello, oh, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng loa karaoke Bluetooth có mã là Q8S. Ok, mình đã bóc xin nó bên đây các bạn. Đây thì đây là kích thước của nó. Đây. 335 x 280 x 503 mm ha các bạn. Ok. Đây tên của nó là Q8S. Ok, dòng loa này của thương hiệu Temisan, nó dùng 2 mic ha các bạn. Đây một mic có một mic có tần số là 247.1 và một mic còn lại là 259.1. Ok, nhiều bạn thì thắc mắc giữa này với Q8 nó khác nhau gì? Thì kích thước á, mình đã đo thực tế nó cỡ nhau. Cái này với cái Q8 nó cỡ nhau các bạn, Q8 là bên kia. Đây. Nó cỡ nhau thôi, còn cái này Q8S á thì nó khác Q8 một chỗ, thứ nhất là 2 mic. Với lại nó hơn là nó có cái bảng điều chỉnh equalizer thay vì cái Q8 bên kia. Nó xài bằng điều chỉnh cái nút điều chỉnh giống như vậy. Ok, thì nói chung mọi chức năng nó cũng giống như nhau, âm lượng nó cũng cỡ nhau thôi. Thì bây giờ mình sẽ test thử nhạc cho các bạn ha. Ok, thì rồi đây. Next song. Các bạn quan tâm thì liên hệ hotline 0915486462. Số điện thoại đó là Facebook, Zalo và kênh YouTube của mình luôn ha các bạn. Ok, nhắc lại là số hotline 0915486462 là vừa là số điện thoại, vừa là Zalo, vừa là Facebook, vừa là kênh YouTube ha. Các bạn muốn xem thêm nhiều mẫu loa khác á thì các bạn vui lòng click phần chú thích bên dưới ha, xem ở đường link bên phần giới thiệu bên dưới á. Rồi, thân ái chào các bạn. Bên mình có gần 100 mẫu luôn nha các bạn. Các bạn muốn xem thêm thì cứ inbox Zalo, Facebook ha. Rồi, chào các bạn ạ.